Đại lão Hòa Thượng Hương Dân tiếp nối mạch nguồn năm phái thiền. Vào mùa hè năm Giáp Tuất, có các trưởng lão và cư sĩ từ núi Nghi Sơn đến gặp ngài ở tại chùa Nam Hoa, như trưởng lão Nam Ngạc Bảo Sanh, thủ tọa Cửu Thành Liễu Chiếu, cư sĩ Tế Khoan Huệ ở thành Trường Sa, vân vân. Họ là những vị tuổi cao lạp lớn, được chư sơn trưởng lão cung kính tín nhiệm. Vì thấy tông môn không có người thừa kế, tổ đình siêu sụp quan tàn, họ đồng quyết định đến thỉnh mời ngài qua núi Quy Sơn để trùng tu tự viện, cùng kế thừa và phục hồi tông quy ngưỡng. Hầu mong mạch pháp năm tông phái của Thiền Tông được nối tiếp dài lâu. Vì thật khó từ chối nên ngài phải nhận lời. Tra cứu kỹ càng, nhận biết tông này do Tổ Linh Hữu khai sáng, rồi truyền đến đời thứ tư, Thiền sư Tư Phúc Như Bảo. Từ đó tận hết 20 chữ truyền tông quy ngưỡng, cuối cùng là chữ Diệu, rồi không còn chữ nào tiếp dòng truyền. Song theo sử sách thì dòng quy ngưỡng vẫn còn truyền đến hai ngài Tam Ngư Chí Kim và Hưng Dương Từ Đạt thuộc đời Tống Thiền Ngân. Có thuyết nói rằng hai ngài là anh em, đồng thừa kế mạch phái từ Thiền sư Báo Từ Đức Thiều, làm tổ thứ sáu của dòng quy ngưỡng. Có thuyết nói rằng Thiền sư Chí Kim làm vị tổ thứ sáu, còn Thiền sư Từ Đạt thì làm tổ thứ bảy. Hệ phái quy ngưỡng truyền thừa rất ít, vì vậy sau này không có chỗ căn cứ để kiểm nghiệm. Song ngài ghép nối pháp danh của Thiền sư Từ Đạt với mình để trích diễn ra 50 chữ truyền tông phái, hầu mong hậu hiền tiếp nối không đứt đoạn. Kệ viết: Từ Đức tuyên diễn đạo đại hưng, giới đỉnh hình biến ngũ phân tân, Huệ Diễm Di Bố Châu Sa Giới, Hương Dân Phổ Ấm Sáng Cổ Kim, Từ Bi Tế Thế Nguyện Vô Tận, Quang Siêu Nhật Nguyệt Lãng Thái Thanh, Chấn Khai Điểm Hoa Hoằng Quy Thượng, Viên Tướng Tâm Đăng Vĩnh Sương Minh. Dịch: Từ Đức tuyên diễn hưng đại đạo, hương giới tràn đầy khắp năm phần, đuốc huệ chiếu soi khắp pháp giới, mây hương bao trùm sáng cổ kim, Từ Bi Cứu Thế Nguyện Vô Tận, sáng hơn nhật nguyệt trong xanh thẳm, cầm hoa chấn khai hoằng quy ngưỡng, đuốc tâm tròn đầy mãi sáng soi. Lại nữa, khi ở chùa Nam Hoa, ngài biết chốn tổ đình dòng Vân Môn hương khói vô định, tức có lúc nối tiếp có lúc ngừng. Vì vậy ngài quyết tâm khôi phục lại dòng Thiền Vân Môn. Kiểm lại dòng Vân Môn thì thấy rằng tông này phát khởi từ Thiền sư Giang Yển, rồi truyền được 11 đời cho đến Thiền sư Kỷ Am Thâm Tịnh tại chùa Quang Hiếu, tỉnh Ôn Châu, thuộc triều Tống thì dừng. Dòng kệ từ tổ Văn Uyển truyền đến đời thứ 8 là Ưu Hồng Tăng, có 20 chữ. Sau này không biết ai lại thêm vào 20 chữ truyền hệ phái. Vì vậy cổ phái lại phân thành 3. Nài muốn kế tục hoàn truyền, nhưng ngài là không biết phải bắt đầu từ chữ nào. Do đó phải dùng pháp danh của ngài ghép với Thiền sư Thâm Tịnh để viết ra 56 chữ, hầu mong các bậc hiền sĩ đời sau tấn bước truyền đăng vô tận. Kệ viết: Thâm diễn diệu minh diệu càng khôn, trạm tịch hư hoài hải ấn dung, thanh tịnh giác viên quyền trí cảnh, huệ giám tinh chân đạo đức dung, từ bi hỷ xã xương phổ quá, hoằng khai điểm qua tích truyền đăng, kế chấn dân môn quan nhất chỉ, huệ trạch thương sanh pháp vũ long. Dịch: Thâm diễn diệu minh sáng càng khôn, lặng lẽ u hoài hình hải ấn, thanh tịnh viên giác kính trí treo, huệ giám tinh chân dung đạo đức, từ bi hỷ xã sướng độ khắp, cầm qua hoàng khai tiếp truyền đăng, chấn thừa dân môn chỉ nhất ải, nguồn huệ dồi dào mưa pháp tràng. Mùa xuân năm Quý Dậu, Thiền sư Minh Trạm từ Trường Đinh đến Nam Hoa, bảo rằng vừa sáng lập núi Bát Bảo tại Trường Đinh, chí nguyện muốn tiếp nối dòng pháp nhãn. Không biết lý do gì, Thiền sư Minh Trạm lại khẩn thỉnh ngài cứu giảng dòng hệ pháp nhãn. Đáp lời của Thiền sư Minh Trạm, ngài nói: Tông này xuất phát tại núi Thanh Lương ở Kim Lăng và bị thất truyền đã lâu, nên không dễ dàng mà khôi phục lại. Kể từ đời Tống Nguyên tiếp nối lưu truyền, tra trong bộ điển tịch, Thiền sư Văn Ích khai mở hệ phái truyền được 7 đời cho đến Thiền sư Tường Phù Lương Khánh Thiền Ngưng, nên không thể kiểm duyệt hệ phái được nữa. Từ Thiền sư Văn Ích truyền đến Thiền sư Họ Quang đời thứ 6, có 20 chữ. Sau này không biết người nào đã thêm 40 chữ.
Tuy có hai phái nhưng con cháu lại ngưng truyền. Tra lại hệ phái thì thấy rằng thiền sư Giang Ích xuất sanh ra quốc sư Đức Thiệu ở núi Thiên Thai cùng thiền sư Thái Khâm tại núi Thanh Lương. Điều tra hệ phái thì có hai thuyết. Một là quốc sư Đức Thiệu truyền xuống cho thiền sư Lương Khánh. Một là thiền sư Thái Khâm truyền pháp xuống thiền sư Lương Khánh. Có nơi ghi bảy đời Ích, Thiệu, Thọ, Thắng, Nguyên, Huệ, Lương. Có nơi ghi Ích, Khâm, Tề, Chiếu, Nguyên, Huệ, Lương. Nay muốn tiếp nối kế thừa thật khó mà khảo chứng. Vì vậy phải chọn ra hệ phái từ quốc sư Đức Thiệu rồi ghép pháp danh của ngài cùng thiền sư Lương Khánh mà viết ra dòng chữ hệ phái để hậu hiền mãi mãi tiếp tục tương truyền Huệ Đăng. Kệ viết: Lương hư bổn tịch thể vô lượng, pháp giới thông dung quảng hàm tăng, biến ấn xâm la viên tự tại, tắc không tình khí tổng chân thường, duy tư thắng đức chiêu nhật nguyệt, Huệ Đăng phổ chiếu đồng âm dương, truyền tông pháp nhãn đại tương nghĩa, quang quy địa cửu cố thiên trường. Dịch: Hư không lặng lẽ thể không cùng, pháp giới dung thông chứa đầy tràng, ấn khắp xâm la tròn tự tại, tình khí lấp không thảy chân thường, duy mình thắng đức sáng nhật nguyệt, đuốc huệ chiếu khắp thấu âm dương, truyền tông pháp giảng tương nghĩa lớn, rạng ngời khắp nơi mãi dài lâu. Đại lão hòa thượng Hư Vân xuất gia tại núi Cổ Sơn, từ đời Minh đến thời cận đại hai tông Lâm Tế và Tào Đồng được tiếp nối tương truyền tại núi Cổ Sơn. Hòa thượng Diệu Liên dĩ nhiên là vị tiếp thừa hai tông Lâm Tế và Tào Đồng. Hòa thượng Diệu Liên truyền mạch pháp của hai tông này lại cho ngài Hư Vân. Do đó ngài Hư Vân làm vị tổ dòng Lâm Tế đời thứ 43 và tổ dòng Tào Đồng đời thứ 47. Dòng quy ngưỡng gần mấy trăm năm không ai kế thừa. Do hòa thượng Bảo Sanh cùng chư sơn trưởng lão khẩn thỉnh, ngài Hư Vân làm vị tổ thứ 8, tính từ tổ Khai Sơn Quy Sơn Linh Hữu. Sau này đại lão hòa thượng Hư Vân truyền lại cho đệ tử đắc pháp là ngài Độ Luân Tuyên Quá 1918-1995, vị Khai Sơn chùa Vạn Phật Thánh Thành ở Mỹ Quốc. Dòng pháp giảng đã bị thất truyền rất lâu, do hòa thượng Thanh Trì và thiền sư Minh Trạm ở núi Bát Bảo khẩn thỉnh, ngài Hư Vân tiếp nối mạch pháp của thiền sư Đương Khánh, tức làm tổ sư dòng pháp giảng đời thứ 8. Dòng Vân Môn cũng bị thất truyền đã lâu, từ tổ Khai Sơn Văn Uyển truyền đến đời thứ 11 là thiền sư Kỷ Am Thâm Tịnh. Vì muốn trùng hưng mạch phái Vân Môn, ngài Hư Vân tiếp thừa tông phái làm tổ thứ 12 sau thiền sư Kỷ Am Thâm Tịnh. 2. Nhân duyên của quyển Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh. Truy cứu từ đời Minh, bốn quyển Phật Tổ Đạo Ảnh do hai thầy Chân Tịch và Dân Phúc phát tâm sưu tập tất cả hình ảnh pháp tướng kệ cú của chư thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, gồm có 240 tôn trược, được lưu trữ tại tự viện núi Ngưu Thủ. Sau này đại sư Hám Sơn tuyển chọn truyền tán, ngài Tử Bá khắc bản lưu truyền. Đời Thanh niên hiệu Sùng Trinh, hòa thượng Vĩnh Giác tại chùa Võng Tuyền núi Cổ Sơn lại sưu tập thêm hơn 130 pháp tướng và kệ cú của chư tổ sư, rồi khắc bản lưu truyền, nhưng lâu ngày là bị lạc mất hết. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 4, thầy Di Lâm gồm nhóm và bổ khuyết lại, tất cả được 122 tôn tượng và kệ cú. Sau này được khắc in gọi là bản Phật Tổ Đạo Ảnh. Thời cận đại khi trụ trì tại chùa Võng Tuyền, ngài Hư Vân phát hiện bản trân bảo này, nhận thấy bản Phật Tổ Đạo Ảnh rất có giá trị về lịch sử Thiền Tông, nên ngài trùng tân chỉnh lý. Ngài đã đi khắp nơi sưu tập các tư liệu về tông phái của chư tổ sư, thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, cộng chung với bản cũ và tư liệu sưu tập, tất cả hơn 330 vị tổ sư. Do đó, ngài thêm truyện kệ cú tán, rồi xuất bản thành bốn quyển, được gọi là Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Truyền Tán. Hiện nay bốn quyển này được cố hòa thượng Tuyên Quá, đệ tử truyền tâm ấn của đại lão hòa thượng Hư Vân, xuất bản tại chùa Vạn Phật Thánh Thành.